cô lấy cho sạch cho mai mốt để nó bị viêm cái nó bị sẹo con nhé. Màu đó giờ con có đi lấy mụn lần nào chưa? Rồi. Rồi đúng không? Bây giờ con lấy mụn cho con nha. Con lấy ở đâu con? Gần nhà. Dạ. Mình lấy cách đây cũng lâu rồi đúng không? Một hai tuần. Mới một hai tuần thôi hả? Không, tháng rồi đó. Sao con biết chỗ cô mà con lại con làm ha? Dạ mẹ con bà mê lắm, bà hay coi bà biết. À, mẹ coi à? Dạ. Mà nãy ai chở con qua là mẹ con chở qua? Dạ gia đình có công chuyện chở con qua luôn. Ừ.
Lấy cái điện thoại trong túi làm chị nha. Túi bên này nè. Bên đây. Năm nay con lên 12 đúng không Lâm? Con đi làm. Ồ, con đi làm rồi hả? Dạ. Con làm gì con? Làm công ty. Cố gắng xíu nha con. Dạ. Làm nó có bụi nhiều không Long? Nhà nhiều. Đẫm mồ hôi nữa. Mà đeo khẩu trang vô thì ngợp lắm, thở không nổi. Bởi vậy cũng là nguyên nhân làm con bị mụn đây đúng không? Dạ.